Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Tại Trung Quốc có một câu chuyện. Một cô bé 12 tuổi ở thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông đã sử dụng WeChat của mẹ để chuyển 16.800 tệ, tương đương với khoảng 56 triệu đồng tiền Việt, cho chính mình rồi lặng lẽ xóa lịch sử cuộc trò chuyện. Chỉ trong 3 ngày, cô bé đã tiêu tới 12.000 tệ, tương đương với khoảng 40 triệu đồng, chỉ để mua những hộp mù, là những chiếc cặp chứa những nhân vật hoạt hình hoặc búp bê sản xuất với số lượng hạn chế. Khi bị mẹ phát hiện, hỏi cảm giác như thế nào khi tiêu số tiền lớn đến vậy, cô bé thản nhiên trả lời, khác gì tiêu 1 tệ đâu mẹ. Thậm chí, nếu cô bé mua phải những hộp mù trùng lặp, cô sẵn sàng cho bạn bè của mình để mua những sản phẩm mới. 16.800 tệ có thể không phải là vấn đề lớn với nhiều gia đình ở Trung Quốc. Nhưng đối với người mẹ này thì đó là một khoản tiền không nhỏ bởi cô đã phải tiết kiệm trong nhiều năm. Rõ ràng, cô bé trong câu chuyện trên hoặc là không nhận thức được, hoặc là không biết trân trọng sự vất vả của mẹ trong việc kiếm tiền, tiết kiệm. Dù là nguyên do nào đi chăng nữa thì cũng thể hiện một điều rằng cô bé chưa nhận thức được giá trị của tiền bạc. Giá trị của tiền bạc không thể hiện tự thân những đồng tiền đó đáng giá như thế nào, mà giá trị của nó thể hiện ở việc mẹ cô bé đã vất vả thế nào để kiếm được tiền, đã phải chắt chiu thế nào để có được khoản tiền đó. Nếu như cô bé hiểu được giá trị đó, có lẽ sẽ không có chuyện dễ dàng tiêu hàng chục triệu đồng cho những món đồ chơi trên những đồng tiền mồ hôi công sức của mẹ. Cũng không có chuyện cô bé coi tiêu xài hàng chục triệu như vài nghìn lẻ như vậy. Câu chuyện của cô bé đã trở thành nỗi băn khoăn, chủ đề bàn tán của nhiều phụ huynh ở Trung Quốc khi không biết có bao nhiêu đứa trẻ dễ dàng tiêu xài trên số tiền mồ hôi xương máu của cha mẹ như vậy. Và từ chủ đề này, nhiều phụ huynh đã chia sẻ các câu chuyện khác như con gái lấy tiền hưu trí của cha để ăn tiêu với bạn trai, hay con trai lấy tiền của mẹ chuẩn bị làm tang cho cha để thưởng cho game thủ. Quả thật, không ít những đứa trẻ vừa đáng trách lại vừa đáng thương như vậy. Chúng đáng thương bởi không có nhận thức đầy đủ. Nếu rời xa vòng tay của cha mẹ để tự lập, với bản tính như vậy, chắc chắn sẽ có cuộc sống không suôn sẻ về tài chính. Vậy có phương pháp gì để giúp những vị phụ huynh dạy con và những đứa trẻ biết trân trọng và có trách nhiệm hơn với đồng tiền mà cha mẹ làm ra nói riêng và việc quản lý tài chính của chúng nói chung? Câu trả lời là, hãy dạy trẻ thấm nhuần bài học về giá trị tương đối. Giá trị tương đối được hiểu là giá trị của một vật trong mối quan hệ tương đối với thời gian và công sức mà bản thân phải bỏ ra để có được. Hay nói ngắn gọn là đặt giá trị của một thứ trong tương quan với một thứ khác. Cha mẹ thông thái thường sử dụng giá trị tương đối trong phân tích những đòi hỏi của con. Đây là nền tảng của giáo dục về quản lý tài chính có trách nhiệm, là cơ sở cho những quyết định khôn ngoan về tiền bạc. Ví dụ, cùng con phân tích, chiếc ô tô điện con muốn mua cần bao nhiêu ngày lương của bố mẹ? Một con gấu bông mới con muốn mua cần làm bao nhiêu việc nhà và tiết kiệm trong bao lâu? Hay một đôi giày mới mua được bao nhiêu cuốn truyện tranh? Việc đánh giá những món đồ, dịch vụ muốn tiêu dùng trong tương quan về thời gian và tiền bạc mà cha mẹ làm ra sẽ giúp trẻ hiểu món đồ mình muốn không dễ dàng mà có được, biết trân trọng hơn công sức mà cha mẹ làm ra đồng tiền. Hay đặt trong tương quan với công sức lao động trẻ phải tự bỏ ra thì con sẽ biết trì hoãn mong muốn của mình, hiểu được sự đánh đổi trong tiêu dùng. Từ đây, quay trở lại câu chuyện cô bé 12 tuổi. Nếu cô bé biết số tiền cô bé lấy tương ứng với bao nhiêu ngày lương làm việc vất vả của mẹ, hay số tiền đó có thể giúp gia đình trang trải chi phí trong bao nhiêu ngày nếu như bố mẹ mất việc, có lẽ cô bé sẽ cư xử khác. Trẻ hiểu và thuần thục về giá trị tương đối sẽ có hai lợi ích. Một là trân trọng sức lao động của cha mẹ hay chính đồng tiền của chúng nếu như chúng tự làm ra. Hai là có trách nhiệm với đồng tiền trong tay.
Từ hai điều này, trẻ sẽ biết đánh giá và đưa ra những quyết định khôn ngoan hơn trong sử dụng tiền. Làm thế nào để đồng tiền được tiêu một cách xứng đáng nhất với giá trị bỏ ra? Khi con trẻ đã hiểu về giá trị tương đối của một sản phẩm hay dịch vụ mà chúng muốn tiêu dùng, chúng sẽ có thể bắt đầu đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Việc giáo dục về tiền bạc không chỉ đơn thuần là về tiền, mà nó còn là việc giáo dục về nhân phẩm, đạo đức và nghị lực. Vậy nên, trẻ càng sớm được dạy dỗ thì càng thấm nhuần. Nhà giáo dục nổi tiếng của Đức, tiến sĩ Kurt Witt khẳng định, cha mẹ càng sớm nói chuyện với con về tiền bạc càng tốt, để trẻ biết rằng kiếm tiền thật khó. Trẻ cũng có trách nhiệm giúp gia đình chia sẻ áp lực tài chính. Nói về tiền với trẻ, thực chất là dạy chúng chịu trách nhiệm, học cách lựa chọn và kiểm soát cuộc đời trẻ sau này. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFIN đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.